Đây là con cadet đây, màu hồng này, anh nó dài đây, da trơn. Ui. Thấy chưa, hồng chưa? Chỉ có mình cái xương sống thôi. Cá nó chỉ có mình xương sống thôi. Cá này người ta hay phi lê rồi phơi khô lên. Ướp gia vị phơi khô. Phơi một nắng luôn. Phơi một nắng lên đúng không? Chiên. Chiên hoặc là nước. Uống rượu. Uống bia. Uống rượu. Nghe là uống bia ngon hơn. Đấy. Trên màu hồng. Nhìn em ở đây. Trơn. Da trơn nha. Biết mà. Trên màu hồng này đó. Không có đét. Đừng có phân biệt rồi. Cá đét thành cá dừa. Cá đét biển. Con nó có hình dáng nó giống cá dừa này. Cá dừa này vào mình giới thiệu sau. Đây, con đét này. Còn cá đét này nó có sọc sọc đây. Đuôi nó màu hồng. Màu hồng, thân nó màu hồng hết. Còn cá dừa nó thân màu màu đen rồi, như trắng, đen vàng. Cái viền em bị mà cái viền này này. Đâu vậy này, vậy này. Vậy là vậy đấy. Mềm. Phi lê đấy. À, phi lê xong phơi một nắng, tẩm ướp phơi một nắng. Và ta có món cá chiên hoặc cá nước đặc sản đấy. Con cá làm tươi được luôn. Yeah. Làm sạch đi ướp gia vị. Đặc sản cá đét đấy. Có mà nó không có, có mang cho nó dí da luôn này. Nó thở bằng cái lỗ dưới đây. Có đâu, có thở, có lỗ. À. Nó thấy cái lỗ dưới đó. Còn cái mắt nó giống như là có cái đóng lại rồi. Bạn nào mua liên hệ hải sản Hải Bình nha, .com nha. Số điện thoại 0984514163. Số điện thoại 0984514163 đấy, cái đấy. Đấy, trên màu hồng. Đa trơn. Đấy. Con nằm nhỏ là hồng đậm luôn.